bị YouTuber Thơ Nguyễn bóc phốt, Hoa hậu tương lai Bảo Ngọc bức xúc, vạch rõ âm mưu của kẻ đứng sau. Vào tối muộn 15 tháng 11, kênh TikTok của diễn viên nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc đã đăng tải đoạn clip đính chính sau khi bị một nữ YouTuber nổi tiếng công khai bóc phốt trên mạng xã hội. Xuất hiện trong clip, phía Bảo Ngọc cho biết thời gian qua, nữ YouTuber Thơ Nguyễn có hàng triệu người theo dõi đã đăng clip kể về thời gian đóng phim chung với một diễn viên nhí và nói rằng diễn viên nhí đó có những hành động, thái độ không tốt. Mặc dù nữ YouTuber không nêu rõ tên diễn viên nhí đó là ai, nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra người này từng đóng phim chung với Bảo Ngọc và bắt đầu nghi vấn cô là nhân vật bị nhắc tới. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận và chia sẻ thông tin gây ảnh hưởng tới danh dự của nữ diễn viên. Người quản lý của Bảo Ngọc khẳng định những clip này không liên quan đến Bảo Ngọc cũng như mẹ của Bảo Ngọc. Nếu như cô có những bằng chứng cụ thể hoặc cô dám khẳng định đó là Bảo Ngọc thì xin mời cô ra trước cơ quan chính quyền, báo chí để ngồi đối chất trực tiếp. Chúng tôi sẵn sàng đi với cô, ai làm sai người đó chịu, chứ đừng nói chuyện mập mờ gây hiểu lầm.